Chào các bạn, chúng ta đã biết vấn đề của thống kê. Đó là người ta dùng thông tin của mẫu để suy diễn cho tổng thể. Thông thường thì chúng ta sẽ xét 3 khái niệm chính, đó là trung bình, tỷ lệ và phương sai. Thì như vậy, chúng ta sẽ có phân phối của trung bình mẫu, phân phối của tỷ lệ mẫu và hay là phân phối của phương sai mẫu. Trong chương trình học của chúng ta thì mình chỉ giới hạn ở phân phối của trung bình mẫu và tỷ lệ mẫu. Trong đó chủ yếu là trung bình mẫu là phân phối căn bản nhất. Nếu chúng ta hiểu được phân phối của trung bình mẫu, thì tương tự các anh chị sẽ hiểu được phân phối của tỷ lệ mẫu hay phân phối của phương sai mẫu. Thế bây giờ mình sẽ nói với nhau về phân phối của trung bình mẫu. Chúng ta xét ví dụ, giả sử mình có 4 người. 4 người như các bạn thấy ở trên hình, đó là A, B, C, D. Chúng ta xem đó là một tổng thể. Thì như vậy chúng ta ký hiệu là N bằng 4. Chúng ta dùng N lớn ở đây là bởi vì đây là một tổng thể, nên chúng ta ký hiệu là N lớn. Và biến mà chúng ta đang xét ở đây đó chính là tuổi. Và như vậy chúng ta sẽ có 4 con số là 18, 20, 22 và 24. 4 con số này chính là tuổi của mỗi người. Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính trung bình. Ở đây là trung bình của tổng thể. Chúng ta ký hiệu là mu. Như các bạn đã biết ha, mình có 4 con số như vậy. Khi cộng lại chia 4 thì chúng ta ra 21. Như vậy 21 đây có nghĩa là tuổi trung bình của 4 người. Và 4 người này được chúng ta xem như một tổng thể. Như vậy chúng ta đã biết kết quả là mu bằng 21. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu tính độ lệch chuẩn của tổng thể. Thì các anh chị đã biết công thức tính của sigma rồi. Áp dụng công thức này chúng ta tính ra độ lệch chuẩn của tổng thể là 2,236 ha. Ở đây chúng ta hiểu rằng tổng thể của chúng ta chỉ đơn giản có 4 người thôi, cho nên mình có thể dễ dàng tính được mu và sigma. Nhưng trong thực tế tổng thể là rất lớn, chúng ta phải lấy mẫu. Thế thì ở đây mình bắt đầu thử lấy mẫu ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy mẫu. Mẫu của chúng ta có kích thước là 2, thì chúng ta sẽ thấy rằng với tổng thể là 4 thì mình sẽ lấy ra được tất cả ở đây theo yêu cầu là 16 mẫu. Mẫu đầu tiên là 18 với 18. Mẫu thứ hai là 18 với 20. Chúng ta thấy sở dĩ có những con số trùng nhau như hai con số 18 ở đây là vì chúng ta sử dụng phương thức lấy mẫu hoàn lại. Thì chúng ta thấy có 16 mẫu. Thì mỗi mẫu như vậy mình tính trung bình. Như vậy 16 mẫu này mình sẽ tính ra được 16 con số trung bình mẫu. Ví dụ 18 với 18 thì trung bình của nó sẽ là 18. 18 với 20 thì trung bình sẽ là 19. 18 với 22 trung bình sẽ là 20, vân vân. Thì như vậy từ 16 mẫu này chúng ta tính được ra 16 con số của trung bình mẫu. Nếu mình vẽ hình ra thì sẽ thấy 16 con số trung bình mẫu thì chúng ta sẽ có biểu đồ như thế này ha. Ví dụ chúng ta tính số 18 thì có bao nhiêu con số 18 ở đây. Chúng ta thấy rằng chỉ có một con số 18 mà tổng cộng chúng ta có 16 con số. Như vậy xác suất của con số 18 này là bao nhiêu? Đó chính là 1 chia cho tổng số là chia cho 16 số ha. 1 chia cho 16 số. Chúng ta thấy nó bằng 0,00 mấy gì đó ở trên hình này ha. Chúng ta thấy ở trên hình x ngang chính là trung bình mẫu. Px ngang chính là xác suất của trung bình mẫu. Như con số 18, chúng ta có xác suất là 1/16, chính là 0,00 mấy, nằm ở dưới 0,1 đây. Tới số 19, chúng ta có hai con số 19 thì suy ra xác suất là 2 chia bao nhiêu? 2 chia cho 16. Đến con số 21 ta có 4 con số 21 thì xác suất là 4 chia cho 16. Đến số 22 thì chúng ta có 3 con số 22 thì xác suất 3 chia cho 16. Như vậy các bạn để ý dạng biểu đồ này có dạng hình chuông con đối từ thấp lên cao.
rồi lại xuống thấp. Có nghĩa là ở đây là gì? Là trung bình mẫu có dạng phân phối hình chuông, hay còn gọi là phân phối bình thường, là một hình chuông cân đối ha. Bây giờ ta sẽ tính trung bình của các trung bình mẫu. Tức là chúng ta tính mi x ngang, hay còn gọi là x thai gạch đó, tức là trung bình của trung bình mẫu. Chúng ta có 16 con số của trung bình mẫu, chúng ta cộng lại và chia 16 sẽ ra 21. Thì các bạn để ý 21 lúc nãy là gì? Lúc nãy là chính là mi. Thì như vậy người ta nói rằng trung bình của trung bình mẫu thì sẽ chính bằng trung bình tổng thể ở đây. Đó chính là một tính chất quan trọng mà các bạn phải hiểu, phải nhớ ha. Trung bình mẫu chính là x ngang, giờ lại tính trung bình thêm một lần nữa. Do đó, trung bình của trung bình mẫu x hai gạch người ta ký hiệu là mi x ngang ha, gọi là trung bình của trung bình mẫu. À, chúng ta quay lại tính cái công thức tính độ lệch chuẩn, ta sẽ lấy cái x y ngang, tức là trung bình của từng mẫu. Mỗi mẫu chúng ta lấy trung bình, trừ đi trung bình chung hết, tức là trừ đi 21 á. Sau đó bình phương cộng lại và chia hết, chia cho k, tức là chia cho số lượng mẫu. Thì chúng ta thay thế số như chúng ta thấy ra được kết quả là ở đây là 1,58. 1,58 này chúng ta gọi là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu, ký hiệu là sigma x ngang. Thì ở cái ví dụ này chúng ta thấy số liệu chúng ta đơn giản nên mình có thể lấy mẫu, lấy tất cả các mẫu là 16 mẫu. Tuy nhiên trong thực tế mình chỉ lấy được một mẫu duy nhất thôi. Cho nên chúng ta không thể tính trung bình của trung bình mẫu và độ lệch chuẩn của trung bình mẫu bằng công thức này được. Hai công thức này chỉ mang tính lý thuyết thôi. Trong thực tế khi mình làm toán thì để tính độ lệch chuẩn của trung bình mẫu người ta dùng công thức mi x ngang ở đây sẽ là bằng mi, và sigma x ngang sẽ bằng sigma chia căn n, tức là độ lệch chuẩn của trung bình mẫu sẽ bằng độ lệch chuẩn của tổng thể chia cho căn n. Và ở đây các bạn có thể kiểm tra công thức này bằng cách chúng ta dùng số liệu của ví dụ chúng ta vừa nói trước trước đó. Thì hồi nãy các bạn biết là sigma bằng bao nhiêu? Sigma chúng ta có là 2,236, tức là sigma x ngang bằng sigma chia cho căn n. 2,236 chia cho căn 2 sẽ bằng 1,58. Mà chúng ta lại tính bằng công thức định nghĩa thì cũng được là 1,58. Chúng ta nhìn biểu đồ của trung bình mẫu. Nếu kích thước mẫu tăng lên, nếu kích thước mẫu tăng lên, tức là n tăng lên á, thì sigma x ngang sẽ giảm xuống, nghĩa là khi kích thước mẫu càng càng lớn thì độ độ lệch chuẩn giảm xuống, có nghĩa là độ phân tán ít hơn. Mẫu càng nhỏ thì phân tán càng lớn hơn. Chúng ta thấy nhìn ở cái đáy của cái hình chuông ha. Nếu mẫu kích thước lớn hơn thì đáy hình chuông càng càng nhỏ. Khi dùng mẫu lớn thì chúng ta tốn nhiều kinh phí, thời gian, tiền bạc, nên chúng ta phải được cái gì chứ, đúng không? Thì chúng ta sẽ được là phân tán ít hơn, và như vậy suy diễn của mình tốt hơn. Đó là chính là cái ý nghĩa mà chúng ta rút ra từ việc chúng ta lấy mẫu lớn hơn. Đối với trường hợp tổng thể có phân phối bình thường, chúng ta xét trường hợp 1 ở đây là trường hợp tổng thể có phân phối bình thường, thì chúng ta nói rằng phân phối của trung bình mẫu cũng có dạng bình thường. Chúng ta xét sử dụng ký hiệu thì khi x là một phân phối bình thường với trung bình là mi và phương sai là sigma bình phương thì x ngang cũng
xấp xỉ một phân phối bình thường với trung bình là mu x ngang và phương sai là sigma bình phương x ngang. Với mu x ngang chúng ta xét như trong ví dụ trước, chúng ta đã thấy rằng mu x ngang sẽ bằng mu và sigma x ngang ở đây là bằng sigma chia căn n. Ví dụ chúng ta có một tổng thể ở đó mu bằng 50 và sigma bằng 10. Thì khi chúng ta tính trung bình mẫu, nếu n bằng 4 thì chúng ta tính được rằng là mu x ngang dĩ nhiên vẫn bằng 50 và sigma x ngang sẽ bằng sigma chia căn n sẽ bằng 5, các bạn tự tính ha. Và nếu trường hợp n bằng 16 thì lúc này sigma x ngang bằng sigma chia căn n sẽ giảm xuống còn 2,5. Như vậy chúng ta thấy khi n càng tăng, tức là tăng từ 4 đến 16 thì hình chuông càng cao hơn và đáy hình chuông càng thu hẹp lại. Trong trường hợp 2, khi tổng thể không có phân phối bình thường thì chúng ta thấy ở đây hình chuông của tổng thể là một hình chuông lệch không cân đối. Chúng ta có sigma bằng 10, ví dụ mu bằng 50 chẳng hạn. Thì khi đó chúng ta nhìn thấy thì phân phối của trung bình mẫu, nếu n bằng 4 thì sigma x ngang sẽ bằng 5. Lúc đó hình chuông của trung bình mẫu cũng không cân đối, tức là trung bình mẫu có phân phối không bình thường nếu mà n nhỏ bằng 4. Còn khi n bằng 30, lúc đó sigma x ngang sẽ bằng 1,8. Chúng ta thấy ở đây hình chuông này lại là một hình chuông khá cân đối, tức là trung bình mẫu có phân phối xấp xỉ bình thường. Ở đây chúng ta có định lý giới hạn trung tâm. Định lý giới hạn trung tâm phát biểu điều gì? Tức là khi kích thước mẫu đủ lớn, n lớn hơn hoặc bằng 30, thì dù tổng thể có hình dạng gì đi chăng nữa, lệch trái hay lệch phải, thì phân phối mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường, tức là có dạng hình chuông cân đối như chúng ta thấy ở trên hình vẽ. Đường màu xanh đó chính là hình dạng của tổng thể, và đường màu đỏ chính là hình dạng của phân phối mẫu. Chúng ta thấy dù cho tổng thể có dạng hình gì đi chăng nữa, nếu chúng ta lấy kích thước mẫu đủ lớn, n lớn hơn hoặc bằng 30, thì phân phối của mẫu sẽ xấp xỉ phân phối bình thường. Từ đó chúng ta suy ra ba kết luận từ định lý giới hạn trung tâm. Kết luận đầu tiên nói lên điều gì? Đó chính là nếu x, tức là tổng thể, xấp xỉ một phân phối bình thường với trung bình là mu và phương sai là sigma bình phương, thì trung bình mẫu cũng xấp xỉ phân phối bình thường với trung bình là mu x ngang và phương sai là sigma bình phương x ngang. Ở trên đây cô viết theo ký hiệu như vậy ha. Kết luận thứ hai từ định lý giới hạn trung tâm đó là kết luận gì? Chỉ cần chúng ta lấy mẫu đủ lớn, tức là n lớn hơn hoặc bằng 30, thì x ngang sẽ xấp xỉ một phân phối bình thường với mu x ngang sigma bình phương x ngang. Kết luận thứ ba, nếu mà chúng ta trong trường hợp n nhỏ hơn 30 thì sao? Trong trường hợp đó chỉ cần n lớn hơn hoặc bằng 15 và tổng thể chỉ cần khá đối xứng thôi, thì trung bình của mẫu cũng xấp xỉ phân phối bình thường. Như vậy, đối với một bài toán bắt chúng ta tính xác suất của trung bình mẫu thì chúng ta phải làm sao? Như chúng ta đã biết trước đây, khi muốn tính xác suất thì chúng ta buộc phải xem là phân phối đó có bình thường không. Nếu bình thường thì chúng ta mới tiến hành chuẩn hóa biến đổi thành biến z được, đúng không? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu xem xét. Bước 1.
Bước 1, chúng ta kiểm tra xem phân phối của trung bình mẫu, tức là ít ngang, có bình thường hay không. Muốn xét xem bình thường hay không thì chúng ta sử dụng 3 cái kết luận từ định lý giới hạn trung tâm chúng ta vừa học. Và bước 2 chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tính mu ít ngang và sigma ít ngang. Mu ít ngang sẽ bằng gì? Bằng mu. Và sigma ít ngang bằng sigma chia căn n. Trong các trường hợp trước chúng ta học, đó là người ta không đề cập đến tổng thể. Thì chúng ta giả sử tổng thể đó là vô hạn. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp tổng thể hữu hạn, tổng thể hữu hạn là tổng thể như thế nào? Là với điều kiện n nhỏ chia n lớn, lớn hơn 0,05, tức là gì? Tức là kích thước mẫu chiếm lớn hơn 5% so với tổng thể ha. Thì lúc đó chúng ta phải nhân thêm một cái lượng. Một cái lượng đó gọi là hệ số điều chỉnh tổng thể hữu hạn, tức là căn của n lớn trừ n nhỏ chia cho n lớn trừ 1. Các bạn thấy ha, lúc này chúng ta thêm một cái hệ số ở đây thôi. Và người ta ký hiệu sigma ít ngang ngoài cái đây là ký hiệu về độ lệch chuẩn của trung bình mẫu ra, thì người ta còn gọi một tên khác, đó chính là sai số chuẩn của trung bình mẫu. Và sau khi chúng ta đã chứng minh ít ngang là một phân phối bình thường rồi ha, chúng ta tính được các trị số mu ít ngang và sigma ít ngang rồi, thì chúng ta bắt đầu tính chuẩn hóa biến ít ngang để chuyển thành biến z ha. Với z sẽ bằng giống như lúc trước chúng ta tính xác suất của x vậy đó, z bằng x trừ mu chia sigma, thì ở đây chúng ta thay x bằng ít ngang thôi, z bằng ít ngang trừ mu ít ngang chia cho sigma ít ngang. Như vậy chúng ta thay vào và giải bài toán xác suất, tính xác suất của ít ngang ra bao nhiêu. Bây giờ chúng ta thực hiện một ví dụ để xem các bước để tính cái xác suất ít ngang như cô vừa nói là như thế nào. Chúng ta xem ví dụ này. Đề bài cho biết mu bằng 12,5, tức là số tiền khách hàng mua ở một cửa hàng trung bình trong một năm á. Sigma bằng 5,5, tức là dao động cái bán kính nó khoảng 5,5 ha. N bằng 100, và yêu cầu của đề bài là chúng ta phải tính P của 12,25 nhỏ hơn bằng ít ngang nhỏ hơn bằng 13 là bằng bao nhiêu. Đọc xong đề bài, các bạn hãy lấy giấy ra và làm thử bài này xem ra kết quả bao nhiêu. Thì chúng ta cũng sẽ làm 3 bước như chúng ta vừa tìm hiểu ha. Bước 1 làm gì các bạn? Bước 1 đầu tiên là chúng ta phải chứng minh ít ngang là phân phối bình thường, đúng không? Tại vì muốn tính xác suất thì phải chuẩn hóa, muốn chuẩn hóa thì phải chứng minh đó là phân phối bình thường. Chúng ta chứng minh được phân phối bình thường bằng cách nào? Ở đây người ta có cho tổng thể là bình thường không? Không nói gì hết ha. Nhưng ở đây chúng ta có n bằng 100, kích thước mẫu bằng 100, lớn hơn hoặc bằng 30. Như vậy ít ngang là một phân phối bình thường, với trung bình là mu ít ngang và phương sai là sigma bình phương ít ngang. Cái này là chúng ta theo định lý giới hạn trung tâm, tức là kết luận, ba kết luận suy ra từ định lý giới hạn trung tâm ha. Và bây giờ chúng ta sẽ phải tính mu ít ngang bằng bao nhiêu và sigma bình phương ít ngang bằng bao nhiêu ha. Mu ít ngang bằng gì các bạn? Mu ít ngang chính là bằng mu. Mu ở đề bài cho biết là 12,5. Sigma ít ngang ở đây sẽ bằng sigma chia căn n, tức là bằng 5,5 chia căn 100 bằng 0,55. Và lúc này chúng ta tính xác suất. Xác suất P sẽ bằng 12,25 nhỏ hơn hoặc bằng ít ngang nhỏ hơn bằng 13. Sẽ bằng, chúng ta đổi qua biến z bằng cách lấy gì? X trừ mu chia sigma thôi. Chúng ta lấy 12,25 trừ mu, mu ít ngang bao nhiêu? 12,5 chia sigma ít ngang là chia 0,55. Bên kia cũng vậy, 13 trừ 12,5 chia cho sigma ít ngang là chia 0,55. Chúng ta sẽ có P nhỏ hơn
P từ trừ 0,45 nhỏ hơn bằng Z, nhỏ hơn bằng 0,91. Chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình ha. Chúng ta vẽ một hình chuông. Như vậy, yêu cầu của chúng ta là tính diện tích phần nằm giữa trừ 0,45 cho đến 0,91 giới hạn dưới hình chuông ha. Bây giờ chúng ta tính bằng cách nào? Tính xác suất chúng ta đã biết rồi ha. Hai mảnh này thì bằng một mảnh bên trái cộng một mảnh bên phải. Mảnh bên trái tức là từ trừ 0,45 cho đến 0. Mảnh bên phải từ 0 cho đến 0,91. Chúng ta mở bảng tra đầu tiên ra và tra xác suất từ trừ 0,45 cho đến 0 chính là miếng bên trái này cũng là bằng một miếng đối xứng với nó, do đó cô không có viết lại ở đây là bằng xác suất từ 0 nhỏ hơn bằng Z nhỏ hơn bằng 0,45 nữa, mà chúng ta tra trực tiếp trên bảng là xem là 0,45 thì tương ứng với bao nhiêu ha. Tương ứng với xác suất là bằng 0,1736. Và xác suất của miếng bên phải, tức là diện tích của miếng bên phải đó là bằng 0,3186. Tổng cái này là bằng 0,4922. Thì chúng ta thấy là cái diện tích nha ở dưới hình chuông á. Như vậy kết luận của chúng ta là xác suất này bằng bao nhiêu phần trăm các bạn? Đó chính là 49,22% là trung bình mẫu nằm trong khoảng từ 12,25 cho đến 13 triệu đồng một năm ha. Chúng ta vừa tìm hiểu phân phối của trung bình mẫu, bây giờ chúng ta sẽ xem xét về phân phối của tỷ lệ mẫu. Thì như chúng ta đã biết, từ tỷ lệ mẫu người ta có thể suy diễn ra tỷ lệ tổng thể. Và tỷ lệ mẫu ở đây là cái gì? Chúng ta làm việc với những cái biến mà có hai loại biến cố, ví dụ như là tỷ lệ sản phẩm lỗi, sản phẩm không lỗi ha, có hai loại thôi. Tỷ lệ khách hàng nữ mua hàng thì ngược lại là tỷ lệ khách hàng nam mua hàng, vân vân ha. Tỷ lệ mẫu người ta ký hiệu là PS nhỏ ở dưới ha. Khi làm việc với tỷ lệ mẫu này người ta sử dụng khi làm việc với các biến phân loại, ví dụ nam, nữ, lỗi, không lỗi, tốt, không tốt, vân vân ha. PS được tính bằng cách nào? PS được tính bằng số quan sát có thuộc tính quan tâm chia cho cỡ mẫu, như x chia cho n. Chẳng hạn như là số bạn nữ chia cho tổng số học sinh trong lớp. Tương tự như khi xét về trung bình mẫu, ở đây chúng ta muốn tính xác suất của tỷ lệ mẫu, chúng ta cũng làm các bước 1, 2, 3 như lúc trước chúng ta đã tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta cũng phải chứng minh tỷ lệ mẫu là có phân phối bình thường. Thì muốn chứng minh được thì chúng ta phải xét hai yếu tố. Thứ nhất là N nhân P có lớn hơn hoặc bằng 5 hay không. Và N nhân 1 trừ P tức là cái tỷ lệ còn lại đó có lớn hơn hoặc bằng 5 hay không. Nếu thỏa mãn hai điều đó thì tỷ lệ mẫu sẽ là xấp xỉ một phân phối bình thường. Với trung bình ký hiệu là MPS và phương sai ký hiệu là sigma bình phương PS ha. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tính MPS. MPS sẽ bằng P và sigma PS sẽ tính bằng công thức nào? Tương tự như bên trung bình mẫu thôi. Sigma PS sẽ bằng căn của P nhân cho 1 trừ P chia cho N. Trong trường hợp tổng thể vô hạn, tức là người ta không đề cập đến tổng thể là có số lượng bao nhiêu á. Trường hợp 2, nếu mà tổng thể hữu hạn, tức là chúng ta phải xét xem là N nhỏ chia cho N lớn có lớn hơn 0,05 không. Nghĩa là kích thước mẫu chiếm phải trên 5% so với tổng thể ha. Thì chúng ta thêm một cái hệ số gọi là hệ số điều chỉnh tổng thể hữu hạn là nhân thêm căn của n lớn trừ n nhỏ chia n lớn trừ 1. Đúng không? Và ở đây, sigma PS người ta cũng gọi là sai số chuẩn nhưng là của tỷ lệ mẫu. Các bạn lưu ý ha. Ngoài cái tên độ lệch chuẩn của nó thì nó còn mang một cái tên đó là
sigma PS đó là sai số chuẩn của tỷ lệ mẫu. Chúng ta xếp một ví dụ ở phần này. Ví dụ, đề bài cho biết 40% số người gửi tiền có nhiều hơn một tài khoản tại ngân hàng A và yêu cầu tính xác suất khi mà PS nhỏ hơn hoặc bằng 0,3. Tức là xác suất làm sao lấy một cái mẫu mà có số người gửi tiền nhiều hơn một tài khoản nhỏ hơn 30% á, là bao nhiêu. Và câu thứ hai là trong trường hợp nếu tổng thể hữu hạn, tức là N lớn bằng 2.000 á, thì hãy tính xác suất trên. Các bạn hãy ngừng lại và thử giải bài này bằng cách tạm dừng video ha. Ở câu A, chúng ta có đề bài cho 40% số người gửi tiền, tức là P bằng 0,4. Nếu ta đặt P chính là tỷ lệ số người gửi tiền có nhiều hơn một tài khoản tại ngân hàng A. Lúc này ta phải chứng minh PS là phân phối bình thường thì chúng ta mới tiến hành chuẩn hóa thành biến Z được ha. Muốn chứng minh bình thường, chúng ta xét hai điều kiện: NP bằng 200 nhân 0,4 sẽ bằng 80, là chúng ta thấy lớn hơn bằng 5 rồi ha. Điều kiện thứ hai là N nhỏ nhân 1 trừ P sẽ bằng 200 nhân 1 trừ 0,4 bằng 120. Cô có thể tính ngay lập tức ra 120 mà không cần làm phép tính như trước, bằng cách lấy bao nhiêu? Lấy 200 trừ 80 ra 120 ha. Và như vậy, suy ra PS bằng xấp xỉ một phân phối bình thường với mu PS và sigma bình phương PS. Bây giờ chúng ta sẽ tính mu PS và sigma PS. Mu PS thì bằng P rồi ha, là bằng 0,4. Sigma PS sẽ bằng căn P nhân 1 trừ P chia N. Chúng ta thấy số vào được và được 0,0346. Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tiến hành chuẩn hóa. Chúng ta có P, xác suất của PS nhỏ hơn bằng 0,3 sẽ bằng chuyển qua biến Z bằng cách lấy 0,3 trừ mu chia cho sigma. Mu chúng ta vừa tính là 0,4, sigma là bằng 0,0346, chúng ta thay vô thôi. Và chúng ta được xác suất của Z nhỏ hơn trừ 2,89 ha. Cái xác suất này chúng ta thấy là một cái miếng nhỏ ở bên trái của cái đuôi bên trái đó, như là hình gạch chéo chúng ta thấy. Thì cái miếng nhỏ này sẽ bằng cái gì? Bằng nửa cái hình chuông trừ đi cái miếng trắng bên trái, đúng không? Nửa hình chuông là có diện tích bằng bao nhiêu? Một hình chuông là 1, vậy nửa hình chuông là có kích thước, có diện tích là 0,5 ha. Và chúng ta trừ cái miếng từ trừ 2,89 cho đến 0, đúng không? Và miếng từ trừ 2,89 đến 0 cũng bằng miếng từ 0 đến 2,89. Nên chúng ta chỉ cần tra bảng 2,89 ra bao nhiêu thôi. Và đó là 0,4981. Lấy 0,5 trừ 0,4981, ta sẽ được kết quả là 0,0019. Như vậy có bao nhiêu phần trăm? Kết quả của xác suất này ra bao nhiêu phần trăm các bạn? Chỉ là 0,19% ha. Kết quả rất nhỏ. Như vậy khả năng để lấy được cái một mẫu có tỷ lệ không quá 30% rất là khó xảy ra. Chúng ta tiến hành làm câu B. Câu B cho biết là nếu N bằng 2.000 thì sẽ phải tính xác suất như trên. Thì ta xét xem ở đây tổng thể hữu hạn thì ta phải xét xem là N nhỏ chia N lớn có lớn hơn 0,05 hay không. Thì chúng ta thử tính xem. N nhỏ chia cho N lớn bằng 200 chia cho 2.000 bằng 0,1 thì lớn hơn 0,05 ha. Như vậy có đủ điều kiện, đây là gọi là tổng thể hữu hạn rồi. Thì chúng ta chỉ cần nhân thêm một cái hệ số gọi là hệ số gì? Điều chỉnh tổng thể hữu hạn thôi. Và chúng ta được kết quả là gì đây? 0,0329 sau khi thay số vào ha. Ở đây chúng ta sẽ tính xác suất tương tự như ở phần trên, là xác suất của PS nhỏ hơn bằng 0,3 sẽ bằng
xác suất của z nhỏ bằng 0,3 trừ cho mi là 0,4 chia sigma là 0,0329, nó chỉ khác cái chỗ sigma PS thôi. Và chúng ta tính như câu A và tra bảng. Kết quả chúng ta được là xác suất là 0,0012 ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài luyện tập, đó chính là bài 1 trang 25 của trong sách bài tập mà của thầy Hoàng Trọng mà các bạn photo á. Đề bài cho biết điều gì? Đề bài cho rằng đây là cô tóm tắt đề ha, các bạn tự đọc đề và tóm tắt đề trước đi, trước khi cô tóm tắt ha. Cô sẽ tóm tắt đề: nếu x là một phân phối bình thường, tổng thể là một phân phối bình thường với mu bằng 16, sigma bình phương tức là phương sai bằng 12. Nếu lấy mẫu ngẫu nhiên n bằng 48 thì trung bình mẫu có phân phối gì? Các bạn hãy thử làm xem. Trung bình mẫu có phân phối gì? Muốn xét xem trên trung bình mẫu có phân phối gì thì chúng ta phải xét xem là sử dụng cái gì. Đề bài cho biết rằng tổng thể là một phân phối bình thường, chúng ta có thể dễ dàng suy ra trung bình mẫu là một phân phối xấp xỉ bình thường, đúng không? Và chúng ta tính thử mi x ngang là bằng bao nhiêu. Mi x ngang chính bằng mi bằng 16 ha. Sigma bình phương x ngang là bằng cái gì? Chúng ta tính luôn cái sigma bình phương x ngang để mà thay vào cái chỗ xấp xỉ luôn trên kia luôn. Thì chúng ta đã có sigma x ngang sẽ bằng sigma chia căn n, thì chúng ta lấy bình phương hết luôn. Chúng ta sở dĩ chúng ta làm điều này để cho tiện lợi, các bạn không phải căn rồi bình phương lại một lần nữa. Bởi vì đây chúng ta đã có sẵn sigma bình phương là bằng 12 rồi ha, chúng ta thay vô. Sigma bình phương bằng 12, căn n bình phương là bằng n là bằng 48. Thay vào được 0,25 ha. Như vậy trung bình mẫu là một phân phối bình thường với x ngang xấp xỉ một phân phối bình thường với trung bình là 16 và phương sai là 12. Vậy theo các bạn, chúng ta có cần sử dụng định lý giới hạn trung tâm để trả lời câu hỏi trên hay không? Có cần không các bạn? Ngay từ đầu chúng ta đã biết rằng nếu tổng thể là một phân phối xấp xỉ bình thường thì gì? Thì trung bình mẫu cũng xấp xỉ phân phối bình thường, mà chúng ta không cần sử dụng định lý giới hạn trung tâm ha. Bây giờ chúng ta làm bài tập số 2 cũng trang 25 trong sách của thầy Hoàng Trọng. Sách bài tập ha. Cho biết điều gì? Các bạn tự tóm tắt đề đi. Trung bình tổng thể tức là mi là bằng 28,55. 3,6 ở đây là gì các bạn? Đó chính là sigma ha. 324 là gì? N lớn hay N nhỏ? Chính là N nhỏ. Vậy đề bài yêu cầu tính xác suất để x ngang nhỏ hơn hoặc bằng 28. Chúng ta lấy bút giấy và giải xem ra kết quả như thế nào ha. Chúng ta tiến hành giải. Để tính xác suất thì việc đầu tiên của chúng ta đó là làm gì các bạn? Đó chính là phải chứng minh đây là một phân phối bình thường ha. Chúng ta chứng minh bằng cách nào? Người ta có cho tổng thể là phân phối bình thường không các bạn? Ở đây không cho biết ha. Vậy chúng ta phải dựa vào cái gì để chứng minh? Chúng ta dựa vào N nè. N đây chúng ta có kết quả là bao nhiêu? N nhà đề bài cho là 324 ha, là lớn hơn hoặc bằng 30. Như vậy, x ngang chính là một phân phối xấp xỉ bình thường, phải đúng không? Điều này có được từ đâu? Điều này có được từ định lý giới hạn trung tâm, đúng không? Và từ đây chúng ta sẽ tính mi x ngang bằng mi bằng 28,55. Sigma x ngang sẽ bằng sigma chia căn n, các bạn thay số vô. Được kết quả là 0,2. Và xác suất của x ngang nhỏ hơn hoặc bằng 28, chúng ta đổi biến qua biến z, chúng ta chuẩn hóa được vì chúng ta đã chứng minh đó là một phân phối xấp xỉ bình thường rồi mà. Chúng ta chuyển qua biến z bằng cách lấy 28 trừ mi chia sigma, trừ mi là trừ bao nhiêu? Trừ 28,55 chia sigma là trừ chia có 0,2.
chúng ta sẽ được P của Z nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2,75. Bài này thì tương tự như những bài trước chúng ta đã làm rồi. Cái phần đuôi nhỏ bên trái trong hình sẽ bằng nửa bên trái trừ phần trắng bên trái ha. Là bằng nửa bên trái là 0,5 trừ cho phần trắng là từ 2,75 cho đến 0. Và kết quả là bằng 0,5 trừ cho tra bảng chúng ta được 0,4970, kết quả là 0,003. Như vậy xác suất các bạn ra được bao nhiêu? Xác suất để chọn được mẫu có trung bình, số dư trung bình nhỏ hơn bằng 28 là 0,3%. Các bạn kết luận xác suất ở đây là kết luận phần trăm ha. Chúng ta có một bài tập về nhà làm, đó là bài tập chiếu ở trên này. Các bạn ghi bài tập này và làm vào giấy của mình ha, để chúng ta luyện tập những kiến thức đã học vừa qua. Chúng ta chú ý trong trường hợp nào thì dùng x, trong trường hợp nào thì dùng x ngang, trong trường hợp nào thì dùng z ha. Khi đổi biến rồi thì chúng ta phải sử dụng z. Các bạn lưu ý khi làm bài tập này,